Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kbiz 24 giờ. Hôm nay các sao Hàn có thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Không còn nghi ngờ gì nữa, Blackpink chính là một trong những nhóm nhạc K-pop nổi tiếng và quyền lực nhất hiện tại. Cả bốn cô gái thường xuyên được người người ngợi ca, tán dương vì visual xinh đẹp mãn nhãn, tài năng nghệ thuật xuất chúng và gu thời trang sành điệu. Trong đó, người được mệnh danh là Chanel sống chính là Jennie. Nữ idol sinh năm 96 tiến công một giới thời trang và thành gương mặt thương hiệu cho nhiều nhãn hàng. Nếu là fan của Jennie, bạn đã biết những điều này về cô nàng chưa? Hãy cùng điểm qua 5 điều về nàng center của Blackpink ngay sau đây. Jennie nói tiếng Anh như gió. Thành viên nhóm nhạc K-pop này từng sống một thời gian dài tại New Zealand. Câu chuyện bắt đầu trong một chuyến đi đến Úc và New Zealand của gia đình Jennie. Mẹ Jennie đã hỏi con gái, con có muốn định cư tại New Zealand không? Cô bé Jennie hồn nhiên đáp lại, vâng. Lập tức mẹ Jennie đã bố trí cho con gái đi du học ngay năm sau. Vì vậy, khi còn ở lứa tuổi teen, Jennie đã phải xa gia đình. Cô sinh sống cùng một gia đình đỡ đầu tại đây, đồng thời phải học tiếng Anh thật nhanh để hòa nhập với môi trường mới. Được đóng chung MV với G-Dragon trước khi nổi tiếng. Trước khi debut chính thức với nhóm nhạc Blackpink, Jennie từng xuất hiện trong MV ZXX của G-Dragon. Cô còn góp giọng trong ca khúc Black của anh chàng. Có lẽ đây là nước cờ giúp cô debut thành công chăng? Nguồn gốc của cái tên Jennie. Nhiều ca sĩ Hàn Quốc chọn một cái tên thật dễ đọc trong tiếng Anh khi debut. Ví dụ, G-Dragon là cách chơi chữ của tên riêng của anh, Ji-Yong, mang ý nghĩa là chú rồng nhỏ. Còn Jennie thì đơn giản chỉ là cách phiên âm tiếng Hàn của cô, Jennie. Jennie cũng bật mí. Từ lúc nhỏ, tên gọi thân mật của cô là Jerry, giống như chú chuột Jerry trong bộ đôi mèo chuột Tom and Jerry. Cái tên Jennie cũng rất gần với cách phát âm của Jerry. Jennie thực chất là người nhạy cảm và hướng nội. Trên sân khấu, Jennie Blackpink thời trang gợi cảm và có những màn biểu diễn bùng nổ. Còn trong đời thường, Jennie lại thuộc tuýp người trầm tĩnh. Jennie kể lại, khi xin đầu quân cho nhà YG, cô thậm chí không thể nói câu xin chào rõ ràng trong buổi phỏng vấn đầu tiên. May mà YG có thể thấy rõ tố chất của cô để giúp Jennie debut thành công với nhóm Blackpink. Đến bây giờ, Jennie vẫn tự nhận là người khá kiệm lời quanh người lạ. Cô chỉ dám lộ rõ bản chất ngọt ngào và dễ thương quanh bạn thân và đồng nghiệp gần gũi. Jennie được ví với búp bê Chanel sống và Gucci sống. Vì gu thời trang thời thượng nên Jennie Blackpink luôn được chọn làm gương mặt đại diện cho các nhãn hiệu thời trang cao cấp. Jennie kể, khi còn nhỏ, thú vui của cô là đi săn lùng các món đồ thời trang vintage trong tủ quần áo của mẹ. Jennie kể, tôi luôn tìm ra được những món đồ Chanel vintage lạ mắt nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật những thông tin nóng hổi của các sao Hàn đến từ Kbiz 24 giờ các bạn nhé.